Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm nhẫn nữ vàng thời trang phong cách. Nhẫn nữ vàng thời trang phong cách mang lại cho bạn vẻ nữ tính, trẻ trung. Các cô gái luôn mong muốn mình luôn xinh đẹp, tạo ấn tượng đến cho người khác phái. Và nhẫn nữ được rất nhiều người lựa chọn để làm món trang sức, giúp các cô nàng nổi bật hơn trước đám đông. Nhẫn nữ vàng thời trang phong cách, thanh toán an toàn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.